Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với Amway Việt Nam. Là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cơ kinh doanh, Amway hiện nay có mặt hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, và Việt Nam là một trong thị trường trọng điểm. Hiện tại thì Amway đã đầu tư rất nhiều những cơ sở hạ tầng, và tại đây chính là những cái hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy, là một trung tâm trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của Amway Center tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với một cơ sở vật chất rất là sang trọng hiện đại như này, quý vị sẽ cùng trải nghiệm một số những dòng sản phẩm của Amway. Dòng sản phẩm đầu tiên đó chính là dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân, personal care, với những dòng sản phẩm về sữa tắm, dầu gội, kem răng, với tiêu chí an toàn, bảo vệ, nuôi dưỡng. Đây là một trong dòng sản phẩm mà mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng, an toàn cho môi trường. Và bên cạnh đấy thì Amway còn hướng đến cái sản phẩm về sức khỏe. Protein của Amway là một trong những sản phẩm protein có doanh số bán chạy số 1 trên toàn cầu. Tại sao protein của Amway lại tuyệt vời như vậy? Bởi đây là sản phẩm mà được nghiên cứu, được chế tạo và được thành phẩm trên chính nông trang hữu cơ được chứng nhận của mình. Và quý vị nhìn thấy rất rất nhiều những không gian sang trọng này. Và đây là những dòng sản phẩm mà nếu như quý vị có cơ hội trải nghiệm thì sẽ đều cảm thấy nó vô cùng xứng đáng với những gì mà chúng ta bỏ ra. Ok, tiếp theo xin mời quý vị các bạn cùng đến với một số dòng sản phẩm về làm đẹp. Chào mừng các bạn đến với Artistry. Artistry là một trong 5 thương hiệu chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng trên toàn cầu. Và đây là sản phẩm chăm sóc da, là thương hiệu tài trợ cho các cuộc thi sắc đẹp như Miss World Việt Nam. Đây là một sản phẩm mà rất nhiều chị em phụ nữ vô cùng tâm đắc khi sử dụng. Hiện tại thì có rất nhiều những bộ skin care như thế này. Bên cạnh đấy thì đáp ứng nhu cầu làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp. Chắc chắn những chị em phụ nữ khi mà có cơ hội trải nghiệm, quý vị nhất định sẽ cần đến đây để trải nghiệm một lần. Và Văn Vượng tin rằng khi quý vị sử dụng nó, quý vị sẽ cảm nhận được hết những cái điều thú vị tuyệt vời từ cuộc sống này. Và đây, những kệ hàng như thế này, những gian hàng như thế này đều được trưng bày rất đẹp mắt. Tất cả cơ sở hạ tầng này đều được Amway đầu tư tuyệt vời cho chúng ta. Quý vị thấy không ạ? Đây chính là một trong những cái điều đáng lưu ý khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh cùng với Amway. Một trong những điều đáng đau đầu khi mà các anh chị làm kinh doanh đó chính là phải đầu tư rất là lớn mạnh. Tuy nhiên với một tập đoàn Amway hùng mạnh như này, chúng ta đã được sở hữu một cái hệ thống siêu thị vô cùng hùng hậu như thế này. Đây là dòng sản phẩm về chăm sóc đồ gia dụng. Là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện tại nhận được chứng nhận Safe Choice, là một trong những cái chứng chỉ của Hoa Kỳ để cho phép chúng ta cảm giác an toàn cho môi trường và an tâm khi sử dụng cho cơ thể mình. Đây là nước rửa chén. Nước rửa chén này có thể rửa rau củ quả và trái cây. Dòng sản phẩm tiếp theo đó chính là dòng sản phẩm về chăm sóc nhà bếp. Bộ nồi Queen Wok là một trong những cái bộ nồi vô cùng tuyệt vời, có khả năng chế biến rất nhiều những món ăn ngon. Và đây chính là siêu phẩm vừa mới hạ cánh tại thị trường Việt Nam, đã mang lại một tiếng vang vô cùng vang dội và giúp cho kinh doanh của chúng ta bùng nổ, tạo ra rất nhiều những thế hệ tỷ phú trong tương lai. Và hy vọng rằng quý vị và các chị sẽ cùng nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để cùng nhau kiến tạo nên một sự nghiệp, một vũ đài, một doanh nghiệp thuộc về mình, một đế chế kinh doanh thuộc về mình. Xin chân thành cảm ơn.